Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 373 Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Xin chào các vị Pháp Sư Các vị đồng tu Xin mời ngồi Xin mời xem Tam bối giảng sanh Đệ nhị thập tứ Chương thường bối giảng sanh Phần trước Chúng ta đã học xong phần phát bộ đề tâm phần kinh văn tiếp theo là nhất hướng chuyên niệm a di đà phật trong chú giải kinh vô lượng thọ của lão cư sĩ hoàng niệm tổ trước tiên là trích dẫn trong di đà yếu giải đã nói với chúng ta trong toàn bộ phật pháp thì pháp môn trì danh niệm phật là con đường thẳng nhất là viên đốn nhất lời khai thị này vô cùng quan trọng Trước tiên là giúp chúng ta Xây dựng quan niệm đúng đắn Phật Pháp Các vị đã biết Từ bi là gốc Phương tiện là cửa Không những năm xưa Khi Thích Ca Mâu Ni Phật Còn tại thế Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp Hơn 49 năm Đều là Pháp Phương tiện Cho đến Tám tướng thành đạo thì hiện đủ mọi cách cũng đều là pháp phương tiện lìa bỏ phương tiện thì không còn là phật pháp phật pháp là nhờ pháp phương tiện giúp cho chúng ta Ngộ nhập từ nơi pháp phương tiện, kế nhập vào pháp chân thật. Pháp chân thật, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Chỉ có thể nói là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bạc điều này chúng ta không thể không biết không những Thức ca mâu ni phật là như vậy đến cả mười phương ba đời tất cả chư phật pháp thân bồ tát cũng không ngoại lệ Chúng ta đều biết rõ Pháp môn này là Thẳng tắc Viên đốn lại nói cho chúng ta Đây là pháp môn Đơn giản và chắc chắn Để cho chúng ta học tập Được thuận tiện phải đơn giản phải dễ dàng nếu như quá phức tạp và khó khăn thì chúng ta sẽ học không được dễ dàng như vậy pháp môn không những đơn giản dễ dàng mà còn phải chắc chắn chắc chắn sẽ thành tựu Đây là pháp môn gì? Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta là tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Thật sự là đơn giản, cho nên trong giảng sanh truyện và trong tình độ thánh hiền lục thậm chí chính bản thân của chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật giảng sanh để lại tướng lành họ làm sao mà thành công vậy bởi vì họ tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Trước đây tôi ở Singapore. cư sĩ Trần Quang Biệt là lâm trưởng của cư sĩ Lâm. Ông bị bệnh trong thời gian rất lâu Trong lúc bị bệnh Ông không thể làm việc Tinh thần thì rất tốt Đầu óc sáng suốt Ông muốn nghe kinh Cả cuộc đời ông hộ trì Phật Pháp Nên ông không có thời gian chuyên tâm nghe kinh Nhờ cái duyên bị bệnh này Cho nên Ông có thời gian nghe kinh mỗi ngày Ông đến cư sĩ Lâm Thỉnh bộ kinh do chúng tôi giảng Người nhà của ông nói với tôi Lão cư sĩ mỗi ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ Ngoài giờ nghe kinh là niệm Phật Suốt hai năm không gián đoạn Một hôm Ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên Là ông sắp giảng sanh rồi Cư sĩ Lý Mộc Nguyên trả lời Là ông không nên giảng sanh vào lúc này Vì nhân sự ở cư sĩ Lâm chưa ổn định Bảo ông phải trụ thế thêm vài năm nữa Ông đã đồng ý thêm hai năm nữa Mỗi ngày đều nghe kinh niệm Phật Được tổng cộng là bốn năm Lúc đó Ông xin tự chức lâm trưởng ở cư sĩ Lâm Nhưng chức cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên Khi Cư sĩ Lâm đã ổn định rồi Ông biết trước giờ ra đi Nhưng ông không nói cho ai biết Hình như là Ngày mùng 7 tháng 8 Tôi cũng không nhớ chính xác ngày nào Ông có viết ngày tháng trên giấy Ông viết mười mấy lần Người nhà cũng không dám hỏi ông Họ không biết là chuyện gì Mà ông lại giết nhiều lần như vậy Đến ngày hôm đó Quả nhiên ông đã giảng sanh Người nhà mới biết được Ngày tháng ông giết trước đó Ba tháng Chính là ngày ông giảng sanh trong suốt 4 năm Mỗi ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ Ngoài giờ nghe kinh ra thì Ông tính nguyện trì danh Chuyên trì danh hiệu Ông ra đi rất tự tại Hình như trước ngày giảng sanh mấy hôm Ông có đến tìm tôi Tôi đã làm lễ quy y cho ông ông ra đi để lại tướng lành sau khi ông giảng sanh thì có một số quan gia trái chủ đến cư sĩ lâm yêu cầu được nghe kinh và quy y chúng tôi đều đáp ứng cho họ sự cảm ứng không thể nghĩ bà đây là chuyện gần nhất mà chính mắt tôi trông thấy đây là pháp môn đơn giản khẳng định điều này là thật chứ không phải là giả đại sư ngẫu Ích đã nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bà danh hiệu này là đức hiệu vốn có trong tự tánh của chúng ta Phần trước chúng tôi có chia sẻ với các vị Tự tánh di đà duy tâm tịnh độ Điều này là nói về lý luận Lý luận đã thấu triệt rồi Thì đối với cách tu học pháp môn này Nhất định bạn sẽ không nghi ngờ Bạn rất quan hỷ rất vui sướng. Nỗ lực mà tu học. Nếu như bạn hỏi, chúng tôi học chăm chỉ học pháp môn này thì mất bao lâu mới thành tựu? Tôi đã học Phật 55 năm rồi kinh nghiệm của 55 năm Thì xin thưa với các vị Thường là khoảng 3 năm Ít khi nào vượt quá năm năm Có lẽ các vị nói Tôi đã học được 20 năm rồi Học được 30 năm rồi Làm sao mà chẳng có chút gì thành tựu vậy Là do công phu của bạn Chưa được đắc lực sự việc như vậy lúc tôi mới vừa tu học lão sư hay nhắc nhở chúng tôi lý luận phải thông đạt thì con mới không có nghi ngờ có phương pháp đúng đắn thì lòng tin của con sẽ có đủ cho nên phương pháp lý luận không thể không biết học lý luận từ đâu học từ trên kinh điển cho nên trong thời đại này không thể không nghe kinh người thời xưa có thể không nghe kinh vì sao vậy vì họ thật thà Chúng ta ngày nay tại vì sao phải nghe kinh Vì không thật thà Không thật thà chính là Còn suy nghĩ lung tung vọng niệm quá nhiều Điều này khiến cho công phu của chúng ta Không đắc lực Tại vì sao không đắc lực vậy Khi niệm Phật vẫn còn xen tạp vọng niệm Niệm Phật bạn nghĩ xem Phải chuyên trì danh hiệu cái chữ chuyên này chúng ta chưa làm được Vì thì không thể không nghe kinh Vì vậy, vậy nghe kinh Học giáo lý Mục đích là Giúp cho chúng ta Đoạn nghi Sanh tính Dũng ý là tại chỗ này Nếu như chúng ta không có hoài nghi Không có sen tạp vọng niệm Thì có thể không cần nghe kinh Chỉ một câu danh hiệu Là được thành tựu Phật Pháp Bạn xem kinh điển trong Đại Tạng Kinh Bạn vào trong giảng đường xem thử Trong giảng đường của chúng ta Có 10 loại Đại Tạng Kinh khác nhau thật là mênh mông bát ngát nhiều như vậy phật dạy những điều như vậy có phải là quá nhiều hay không phật dạy nói đến đơn giản nhất chỉ có bốn chữ a di đà phật thêm vào đó hai chữ nam mô tham mô cũng là tiếng phạn có nghĩa là cung kính có nghĩa là quy y trên thực tế thì danh hiệu này là bốn chữ Đại sư liên trì Cả cuộc đời của Ngài niệm Phật Chỉ niệm có bốn chữ Có người xin Ngài chỉ dạy cách niệm Phật như thế nào Thì Ngài dạy họ niệm sáu chữ Người ta hỏi Ngài cách niệm Phật của Đại sư như thế nào Bản thân tôi niệm bốn chữ a di đà Phật Người ta liền hỏi Ngài Vì sao Ngài niệm bốn chữ mà Ngài dạy người khác niệm sáu chữ bởi vì người khác Chưa chắc phát tâm chân thật cầu sanh tịnh độ Vì vậy phải có thêm hai chữ Nam Mô Trong sự lễ phép thông thường của người Trung Quốc Phía trước tên người có thêm hai từ cung kính Đây là sự lễ phép là sự cung kính Nam Mô có nghĩa là tôn kính Là lễ kính, quy y, Trên kinh điển Phật dạy chúng ta Chuyên trì danh hiệu Danh hiệu chỉ có bốn chữ Nam mô không phải là danh hiệu Nghe nói trong đời này ta nhất định cầu sanh tịnh độ Không cần phải nói lời khách sáo Cho nên không cần hai chữ Nam mô Chỉ có bốn chữ thì càng đơn giản Lại có người hỏi Phật Pháp là gì? A-di-đà Phật là cách trả lời đến cùng tận rồi người trả lời rất viên mãn rồi tất cả tôn giáo ở thế gian trong tất cả các học thuật thì bốn chữ này là đơn giản nhất dễ dàng nhất chắc chắn nhất mà đi đâu mà tìm chứ Nhưng mà Đại sư Ấn Quang Vẫn dạy cho chúng ta niệm sáu chữ Là nguyên nhân gì vậy? Tổ Ấn Quang biết rất rõ ràng Các bạn niệm Phật Là có khẩu mà không có tâm Chỉ có kết duyên với A Di Đà Phật Thế suốt thế gian Pháp Các vị nên biết Tổ Ấn Quang nói rất nhiều Nói rất tường tận có được thành tựu hay không đều ở hai chữ thành kính này tất cả pháp thế xuất thế gian đều là sự chân thành cung kính một phần thành kính thì được một phần lợi ích hai phần cung kính thì được hai phần lợi ích mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích nếu như không có tâm thành kính thì thế suốt thế gian pháp đều không thể thành tựu. Thầy giáo lựa chọn học trò. Là nhờ vào cách nào để chọn? Từ xưa đến nay, thậm chí là ở nước ngoài, vì thiện tri thức này Chọn người truyền pháp Chính là xem người học trò này Có tâm thành kính hay không Tâm thành kính có được mấy phần Nếu như tâm thành kính có được 10 phần Thì nhất định người này sẽ là pháp bảo Những phương diện khác có kém một chút cũng không sao Có thể học Có thể bồi dưỡng Tâm thành kính là căn bản Phần trước đã có nói đến Bồ Đề Tâm Nếu như không thành Không kính Thì đích thân tất cả chư Phật đến vậy cho bạn Cũng vậy không được vì sao vậy? Vì bạn không tiếp nhận Chỉ có tâm thành kính Thì mới có thể tiếp nhận Phải biết cái đạo lý này Đương nhiên càng hy vọng bản thân chúng ta Có thể làm được Tôn sư trọng đạo phải được bồi dưỡng từ nhỏ càng nhỏ càng tốt khi còn nhỏ tôi học chữ là lúc ba tuổi Là cha tôi dạy cho tôi Mẹ tôi không biết chữ Lúc tôi khoảng 5-6 tuổi Thì học ở trường Tư Thục Ở miền quê Ngày hôm đó Ở trường Tư Thục Ấn tượng của tôi trong cả một đời không thể nào quên tôi vẫn nhớ cha tôi mang theo lễ vật để biếu cho thầy chúng tôi đến trường trường nằm trong một ngôi đền thờ là ngôi đền thờ của bà con chúng tôi trong đại điện là thờ bài vị của khổng tử hàng chữ trên bài vị đó tôi có thể đọc được là đại thành chí thánh tiên sư khổng tử chi thần vị tôi vẫn còn nhớ rất rõ cha tôi dẫn tôi đến chỗ bài vị này thấp nhang trước bài vị của khổng tử hành lễ cung kính nhất là ba quỳ chính lại sau khi lại bài vị của khổng tử xong thì thỉnh thầy giáo ngồi thầy ngồi ở phía dưới bài vị của khổng tử cha tôi dẫn tôi đến bên thầy hành lễ ba quỳ chính lại lúc đó tôi vẫn còn nhỏ nhìn thấy cha mình đi thầy giáo cung kính như vậy thì làm sao dám không nghe lời thầy làm sao dám không tiếp nhận lời dạy bảo trong trường học thì tôi rất là tinh nghịch bị thầy xử phạt đánh vào lòng bàn tay phạt quỳ gối về nhà đương nhiên thì mặt mũi rất khó coi vừa bị xử phạt cha mẹ hỏi thì nó bị thầy phạt ngày hôm sau cha mẹ dắt tôi tới trường học để cảm ơn thầy giáo cảm ơn thầy đã tận tình dạy dỗ thầy giáo và phụ huynh phối hợp rất chặt chẽ cha mẹ dạy chúng ta tôn sư trọng đạo thầy giáo dạy chúng ta hiếu thảo với cha mẹ anh em thương yêu nhau giáo dục như vậy mới thành tựu cái gọi là tiên nhập vi chủ từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục như vậy cả cuộc đời vẫn là cách giáo dục như vậy cả cuộc đời của tôi đã nhận được sự giáo dục lợi ích như vậy tôi thân cận với giáo sư phương đông mỹ tôi luôn mong muốn đến lớp để nghe thầy giảng bài Tôi quen biết Thầy Là do tôi tự chủ động Tôi đã viết một lá thư Tôi viết một bài văn gửi cho Thầy xem Xin Thầy chỉ dạy Xin Thầy cho phép tôi Đến trường học Dự tính bài giảng của Thầy Một tuần sau, thầy gửi thư trả lời Hẹn tôi đến nhà để gặp mặt Thầy ở số 60 đường Cổ Lĩnh Là ký túc xá của trường đại học Đài Loan Tôi đến gặp thầy Sau khi gặp mặt nói chuyện Thầy nói với tôi Con không cần phải đến trường Thầy nói trường học hiện nay Thầy giáo không ra thầy giáo Học trò không ra học trò Nếu như con đến trường nghe giảng bài Thì con sẽ thất vọng Tôi nghe lời nói này Tự như là nước lạnh xói lên đầu Thầy đã từ chối tôi Chẳng có chút nào hy vọng Trong lòng rất buồn Thầy cũng đã nhìn ra tâm trạng của tôi Cuối cùng thầy nói với tôi Thầy nói như vậy cũng tốt Chủ nhật mỗi tuần Con hãy đến nhà đây Thầy sẽ giảng bài hai giờ đồng hồ cho con tôi đã theo thầy học triết học là ở trong phòng khách chật hẹp của nhà thầy bên cái bàn nhỏ một thầy dạy cho một trò các bạn muốn hỏi đây là nguyên nhân gì xưa đây chưa hề quen biết chưa từng gặp nhau tại vì sao thầy lại dạy cho tôi như vậy các vị nên biết chẳng có gì khác hơn là lòng thành kính mười phần thành kính thì thầy đã nhìn ra nếu như tôi là thầy giáo tôi cũng nghĩ đến việc có một người học trò như vậy một học trò có tâm chân thành muốn học nếu tôi không dạy thì tôi có lỗi với học trò này chính là nhờ vào sự tôn sư trọng đạo nên thầy đặc biệt dạy cho tôi lúc đó tôi chưa biết rõ lai lịch của giáo sư phương đông mỹ chỉ biết thầy là một giáo sư là một giáo sư giỏi của trường đại học đài loan trong tâm của tôi vô cùng ngưỡng mộ thầy tôi không biết Ngài là thầy của Tổng thống Tượng Giới Thạch Tôi theo Ngài hai mươi mấy năm Nhưng Ngài chưa hề nói ra Nếu như tôi biết Ngài là thầy của Tổng thống Tượng Giới Thạch Thì chúng tôi chẳng dám đứng ở bên cạnh Thì làm sao dám đi tìm Ngài Cho đến lúc Ngài ra đi Khi Ngài qua đời Trong buổi lễ tri điệu Ông Tần Hiếu Nghi Đọc tiểu sử cuộc đời của Thầy Thì chúng tôi mới biết được Tổng thống tưởng Giới Thạch Và Tổng thống tưởng Kinh Quốc Đều là học trò của Ngài Nghe là vị Thầy đầu tiên của tôi vì thầy thứ hai là Tôi đã tiếp xúc Phật Pháp Đã quen với đại sư chuyên gia Đại sư chuyên gia giống như giáo sư Phương Đông Mỹ vậy Rất là từ bi Chủ nhật mỗi tuần đều dạy cho tôi hai giờ đồng hồ Tôi theo ngày học suốt 3 năm Mà cho đến lúc ngày giảng sanh Vị thầy cuối cùng dạy cho tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ngài học 10 năm. Ngài rất quý tôi. Không có nguyên nhân nào khác. Đối với ba vị thầy này, tôi chẳng có cúng dường một đồng nào. Lúc đó tôi nghèo khó vô cùng việc ăn cơm của tôi là cả một vấn đề lão sư đối với tôi chỉ dạy nhiệt tâm như vậy không có gì khác là do hai chữ thành kính này các ngài đã tiếp xúc rất nhiều người tại vì sao các ngài đối xử với tôi đặc biệt tốt như vậy còn người khác thì không được như vậy bạn nên biết thật sự là không duyên không cớ, không có mối quan hệ nào. Chỉ cần lòng thành kính. Điều thứ nhất trong phẩm phổ hiền hạnh nguyện là lễ kính chư Phật. Nhờ vậy chúng tôi mới học được Phật pháp. Ngày nay những người học Phật thông thường thậm chí là những học sinh đến trường cầu học họ hoàn toàn không có lòng thành kính những đồng tu học phật hay là những tín đồ của tôn giáo khác thì có thể có một chút thành kính nhưng so với trước kia thì giảm đi rất nhiều như vậy thì làm sao có thể thành tựu chứ dạy học là một chuyện tốt nhưng có đào tạo được nhân tài hay không thì rất khó nói cho nên tương lai của thế giới này thật sự là làm cho người ta bi quan tuy là trong tình trạng như vậy chúng ta chỉ có thể đói tận hết sức người sẽ biết được mệnh trời mọi việc đều cầu tam bảo gia trì cầu tổ tiên gia trì Ngoài việc này ra Nhất định là sức người của chúng ta Không thể làm được Chúng ta phải làm theo lời giáo huấn Của Phật Bồ Tát Của Bậc Thánh Hiền Nên cố gắng tận lực mà làm Có được thời gian một ngày Thì chúng ta làm một ngày Hãy có cơ hội Thì tận lực mà làm Làm hết sức người liền biết mệnh trời Bản thân mình không có chuyện được mất Điều này trong Phật Pháp thường hay nói Làm mà không làm Không làm mà làm Vì vậy Không cảm thấy mệt mỏi Không có hối tiếc Không bị thói chuyển Công việc hàng ngày của bản thân mình Là đọc kinh Để thâm nhập lời dạy của Thánh Hiền Chúng ta nhất định Phải tuân theo lời dạy bảo của các ngài Vì người mà diễn nói bản thân mình thoa trì độc tụng ngày nào cũng đều như vậy vui không biết mệt đối với mọi người bất luận là ở trong giảng đường hoặc là ở tư gia khi nói chuyện với hai ba người thì luôn nói chuyện đạo không nói lời thị phi. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Chúng tôi đã thể hội được. Bất luận là vào lúc nào, bất luận là ở nơi đâu, bất luận là gặp người như thế nào, Những lời Phật nói với họ đều là kinh điển Ghi chép lại lời của Phật nói chính là kinh điển Phật không có hí luận Phật không nói lời vô ích Đây là biểu diễn để cho người đời sau nhìn thấy Chúng ta xem hiểu rồi Nhìn thấy hiểu rồi thì phải nghiêm túc tu học Bất luận là do lúc nào Cũng phải lấy chánh pháp dạy người Lấy pháp chân thật Lìa khổ được vui Mà giúp đỡ người khác Đây mới là Phật Pháp Cho nên Chư Phật Như Lai Đã nói Vô lượng vô biên Pháp môn Xin thưa với các vị Đều là A-di-đà Phật Là từ cái nguồn gốc này Mà mở rộng ra Tất cả Pháp quy kết đến cuối cùng Chính là A-di-đà Phật bạn nói xem A Di Đà Phật vô cùng tôn quý. Đáng tiếc là rất ít người biết điều này. Mặc dù là người niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì nhiều, nhưng lại không biết sự tôn quý của câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này là bao gồm tất cả thế suốt thế gian pháp dịch có nghĩa là vô lượng giác vô lượng trí vô lượng giác cái vô lượng đó chính là tất cả pháp thế xuất thế gian đây là danh hiệu tánh đức của tự tánh thế giới tây phương có một gì như vậy hiển hiện tánh đức viên mãn hay nói cách khác là trí huệ viên mãn trong tự tánh là đức năng viên mãn là tướng hảo viên mãn tất cả ngài đều hiển hiện ra vị này chính là a di đà phật thực tại mà nói tất cả chư phật như lai khác trên lý mà nói các vị phật đều giống nhau không hề có sai khác nhưng mà nói về sự thì tất cả chư phật vẫn có sự khác biệt sự khác biệt của các ngài là ở chỗ nào là trong nhân địa các ngài có sự phát nguyện khác nhau cho nên trong quả đức thì có khác biệt trong đoạn chứng thì hoàn toàn như nhau chẳng có chút sai khác nào trong nguyện lực thì khác nhau những lý và sự này nếu như chúng ta tỉ mỉ mà tư duy thì cũng chẳng khó hiểu ngày nay rất nhiều đồng tu chúng ta người học phật rất nhiều người tu tịnh độ cũng rất nhiều nhưng quyền lực của mỗi người đều khác nhau có người có quyền lực vì tự lợi vì lợi ích của đoàn thể nhỏ vì lợi ích của một địa phương vì lợi ích của một chủng tộc thậm chí là vì lợi ích của toàn quả địa cầu của chúng ta Nên không thể giống nhau Riêng a di đà Phật Ngày khởi tâm động niệm Là tận hư không khắp Pháp giới Cái nguyện này Tâm nguyện này rất lớn Vì vậy Thế Tôn dạy cho chúng ta niệm Phật Mười phương chư Phật Cũng dạy chúng ta niệm Phật Khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ Tịnh độ này chính là tịnh độ của tự tánh Là Pháp tánh độ Chúng ta quay về với Pháp tánh độ không có một chút nào mê tín mười pháp giới y chánh trang nghiêm là pháp tướng độ những vị đồng tu có học qua duy thức thì đã biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm là duy thức sợ biến thế giới cực lạc cùng thế giới hoa tạng là duy tâm sở hiện Không có thay đổi Thập pháp giới Chính là nhất chân pháp giới Chính là thế giới cực lạc Và thế giới hoa tạng Nhưng đã biến đổi rồi Hình tướng đã bị biến dạng rồi Biến thành 10 pháp giới Mười pháp giới càng xuống thấp Thì càng biến đổi càng khác xa Càng lên trên Thì càng tiếp cận với thế giới cực lạc Thế giới hoa tạng Tuy có sự biến đổi như mức độ không lớn lắm Đến cõi trời cõi người Cõi súc sanh ngạ quỷ Địa ngục thì hoàn toàn khác nhau sự biến đổi rất lớn sự việc là như vậy vì vậy cổ đại đức mới nói tịnh độ là nơi đây nơi đây là tịnh độ di đà chính là tâm ta tâm ta chính là di đà chân tâm chính là di đà chân tâm vốn có đủ vô lượng trí vô lượng giác phật cứu chúng sanh tại vì sao ngài không hề kể công vì không có công lao để kể bạn đã thành phật chính là đã trở về với tự tánh tất cả đều là cái đã có ngoại trừ trí huệ đức tướng vốn có trong tự tánh ra thì tự tánh chẳng có thêm vào một thứ gì khác ở trong đó khi bạn còn mê hoặc điên đảo trôi lăn trong tam độ lục đạo thì trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh của bạn cũng chẳng có giảm đi chút nào đây là lý đây là chân tướng sự thật Trinh kinh bác nhà nói là thật tướng của các pháp đều phải hiểu rõ đều phải thông suốt thì mới biết tự tôn trọng mình ta phải tôn trọng chính mình phải tôn trọng tánh đức của chính mình ta phải tôn trọng người khác tôn trọng tánh đức của người khác tánh đức của người khác và tánh đức của ta là như nhau tánh đức của chúng ta và tánh đức của chư phật như lai là như nhau cho nên ta phải biết tôn trọng mình phải biết tự thương mình biết tự tôn trọng mình, biết tự thương mình thì mới biết tôn trọng mọi người, mới biết thương yêu mọi người. Điều này gọi là đại từ đại bi. Cho nên trong yếu giải đại sư ngẫu ích đã mở đầu, đã nói điều này rất rõ ràng, rất là minh bạch. chúng tôi biết được thật sự gặp được phật pháp phật pháp đã nắm bắt rồi thì ngay trong đời này đâu có lý nào mà không thành tựu cả đời này vui chẳng biết mệt tôi cảm ơn giáo sư phương đông mỹ lúc đó ngài lại giới thiệu phật pháp cho tôi ngài nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người tôi đã làm được rồi trong phòng giảng pháp của chúng tôi di ảnh của thầy lúc nào cũng ở trước mặt tôi lúc tôi đọc sách cũng ngồi đối diện với thầy lúc tôi giảng kinh dạy học cũng ngồi đối diện với thầy niềm niệm chẳng bao giờ quên ân đức của thầy Nếu như không có sự hướng dẫn của Thầy Không có sự dạy bảo của Thầy Thì cuộc đời này của chúng tôi Khổ không nói ra lời Làm gì có được niềm vui như thế này Làm sao mà có được pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm quan hỷ Tất cả đều là do Thầy dạy Cho nên tôi đã thể hội rất sâu sắc hai câu nói nổi tiếng của cổ thánh tiên hiền tu thân di bổn giáo học di tiên đối với chính mình thì tu thân là gốc đối với bên ngoài thì giáo học là trước tiên giáo học là sự bố thí thù thắng nhất là bố thí pháp điều này mọi người đã đọc được trên kinh điển bạn thấy phật tán thán diệt bố thí pháp nói là bố thí bảy loại báo của đại thiên thế giới thì cũng không thể sánh bằng công đức vì người mà diễn nói bốn câu kệ này là sự thật không phải là giả Bảy báo của Đại Thiên Thế Giới Cho dù bạn đã có được rồi thì cũng chưa chắc có được niềm vui chân thật nhưng mà trong bốn câu kệ này bạn đã khai ngộ rồi thì cái niềm vui này thật sự là bảy báo trong đại thiên thế giới không thể nào sánh bằng không thể so được bởi vì bảy báo trong đại thiên thế giới sau khi bạn có rồi Thì bạn vẫn còn ở trong sáu cõi luân hồi Thời gian bạn thọ hưởng là có hạn Sau khi thọ hưởng hết rồi Thì bạn vẫn chịu khổ, chịu nạn Bốn câu kệ của Phật Pháp Hế ngộ thì tất cả đều ngộ Là triệt ngộ cứu cánh viên mãn bảy báo thì làm sao mà sánh được chứ không những không có lục đạo tam độ mà mười pháp giới cũng không có thật sự là được đại tự tại vì vậy đại sư ngẫu ích vì cho những người tu pháp môn tịnh độ chúng ta phải chấp trì danh hiệu làm chánh hạnh không cần thêm vào quán tưởng quán tưởng và tham cứu đều là tánh tông và thiền tông không cần phải học hai tông này Đẳng hạnh Đẳng là đẳng giáo hạ Quán tưởng và tham cứu Dân dân Không cần những cách tu này Trong câu này Là đã bao gồm 84.000 pháp môn Có cần phải học như vậy hay không? Có cần phải xen tạp hay không? Không cần đây là pháp môn đơn giản và thẳng tắp đơn giản dễ dàng đến cùng cực thẳng tắp và nhanh chóng vô cùng niệm phật trong tâm phải có phật cái tâm này là bộ đề tâm là chân tâm trong nguyện phải có phật trong giải phải có phật trong hành phải có phật một câu a di đà phật này đã có đủ tâm nguyện giải hành nói như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được tại vì sao rất nhiều người niệm phật không được đắc lực vì miệng họ tuy niệm a di đà phật nhưng họ không có tâm nguyện giải hành không có bồ đề tâm không có 48 lời nguyện Đối với thật tướng các Pháp Thì họ không hiểu được Không có hành trì giống như Phật Bồ Tát Miệng tuy niệm Nhưng thiếu thực chất Không có niềm tin Phải có tâm tức là bồ đề tâm tâm nguyện giải hành tâm và miệng phải tương ưng gọi là một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật như vậy mới là biết niệm phật sự cảm ứng không thể nghĩ bàn Miệng niệm phải niệm ra tiếng Vừa lợi mình vừa lợi người Lợi mình thì không cần phải nói Làm sao mà lợi người Vì người khác nghe được tiếng niệm Phật Lợi ích thấp nhất là Trong a là gia thức đã trồng được hạt giống Phật Chúng ta đem hạt giống A-di-đạo Phật gieo vào trong a lại gia thức của họ đó là miệng niệm trong đời quá khứ họ đã có thiện căn phước đức gặp được nhân duyên này thì thiện căn phước đức của họ liền được khơi gợi lên cho nên niệm phật ra tiếng Niệm lớn tiếng là lợi người, lợi mình. Phải biết cái đạo lý này thì sau đó mới biết tu học như thế nào, niệm Phật như thế nào là niệm đến pháp hỷ sung mãn. Trong thời đại này hiện nay muốn giáo hóa chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh thì không thể không nghiên cứu giáo lý. Vì sao vậy? Vì căn tánh của chúng sanh không như nhau Để giáo hóa chúng sanh căn tánh khác nhau Thì bạn phải giảng nói giáo lý cho họ Điều này thì phải xem thêm kinh giáo Hiện tại thời gian đã hết Chúng ta nghỉ một chút Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật